Rồi, unit 9 in the shop. Lux. 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 Đồng hồ à, ổ khóa này, nhớ chưa? Clocks. 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 Đồng hồ. Mox. Mox. Mox, cái lâu nhà. Pots. 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 À, cái nồi. Đây là đi mua ở cửa hàng đó. Rồi, qua đây. Cái này điền chữ O hết nè. Mops. Pots. Locks. Clocks. Rồi, qua trang. Qua trang ha. At the zoo, unit 10. At the zoo là ở sở thú này. Ở sở thú thì chúng ta gặp này. Mẹ dẫn con nhỏ này đi sở thú ha. Mother. 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 Là mẹ. Mango. Mango. Mango là quả xoài. Rồi. Mouse. 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 Là con chuột. Monkey. 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 Monkey là con khỉ. Học thuộc ạ. Nhớ đấy, về nhà đọc cho thuộc. Rồi. Cái này viết chữ gì? M. 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 M luôn. À, đây là bài ôn tập nè. Đây là bài ôn tập nhìn luôn. Tray and color. Đồ theo và tô màu mà. Rồi qua đây nối đi. Nối đi. Five monkey nối vào đâu? Five monkey nối đi. Monkey mà, monkey là con khỉ. Nối xuống đây xong nối bậy bạ đấy. Anh chàng này hay nối bậy bạ quá. Three clock. Clock là đồng hồ nghe. Three clock, clock là cái đồng hồ. Đồng hồ đâu? Trước khi nối phải suy nghĩ cho kỹ rồi nối. Nối bậy nối bạ sai hết. Two locks, lock là ổ khóa. Two locks. Two locks. Rồi. Four pots. Pots là cái nồi. Cái nào sai thì gạch đi đấy. Đây. Nối bậy nối bạ chưa? Bạn này hay bậy bạ lắm. Rồi, sang trang. Rồi, at the bus stop. At the bus stop là trạm xe buýt này, đọc nè. Sun. 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 Truck. 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 Bus. 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 Running. 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 Rồi. Sun là gì? Truck. Bus. Running. Rồi bạn đã bị chửi không biết chạy cong đuôi. Rồi đây điền cái gì? Điền vô. Điền vào. Rồi sang trang. At the lake. Ở hồ. Rồi chúng ta có từ lake. 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 Hồ nước. Lucy. Lucy. Lucy là bạn Lucy. Leaf. 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 Leaf là cái gì đấy? But lemons. Không không, đọc lại. Lemons. 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 Quả chanh. Rồi, đây điền hết rồi. Đây là bài ôn tập nè. Ôn tập. Bài này trên lớp cô cho làm à? Rồi, monkey tích vào đâu? Tích đi. Nè, bài 1, monkey tích vào đây hay đây? Rồi, tích vô. Câu 2, running. Running tích vào đâu? Rồi, câu 3. Three pots. Pot, pot nộp. Rồi, pots. Rồi, xuống bài dưới. Khoanh hết chưa? Đưa tôi coi nè. Mở nắp ra. Khoanh hết chưa? Bus. Bus đây rồi. Lake. Lemon. Rồi. Lock đâu? Lock nè. Chưa? Rồi. Mouse đâu? Mouse nè. Thấy chưa? Rồi xem còn từ gì nữa. Post. Chưa có post hả? Post nè.
Thấy chưa? Sân mặt trời nè. Thấy chưa? Rồi, chiếc lá, quả chanh rồi. Hồ nước. Còn cái gì chưa có? Bus chưa có kìa. Tìm từ bus đi. Bus đây. Lay có rồi. Lay đây. Lip chưa có. Chiếc lá. Chiếc lá chưa có. Tìm đi. Chiếc lá đâu? Đây. Đủ rồi. Xong. Sang trang bài số 13. In the school canteen. Ở chữ ăn tin của trường chúng ta có chữ N. Nick, noodles, nuts, bananas. Nick là bạn Nick nè, cái bạn tóc vàng Nick nè. Nuts là hạt đậu, chưa? Banana quả chuối, noodles là mì. Rồi, điền đi, điền chữ gì? Chữ N, viết nào? Tiếp. N. N. Rồi. Sang đây. In the toy shop. Teddy bear. Teddy bear. Top. Top. Tiger. Tiger. Turtle. 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 Teddy bear là con gấu bông. Top con quay. Tiger là con hổ. Và turtle là con rùa. Điền vô. Điền chữ tờ vô. Nhanh. Hết giờ. Rồi sang trang. Rồi điền chữ gì vô? Cái này là mì nè. N, O. Viết chữ N cho O vào. Rồi bên này. N, U. Nuts. Nuts. Bên hình số 3 con hổ kìa. Con hổ thiếu chữ gì? Chữ T với chữ Y. Rồi banana. Chữ A chữ N. Cái này là bài đằng trước đó. Không thuộc phải lật ra ngó thôi. Rồi sang bài số 15. At the football match. Ở một trận đấu bóng đá. Chúng ta đọc này. Foot. Foot. Là cái chân đó. Cái chân của chú đó nè. Foot. Football. Football. Football là bóng đá. Face. 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 Những Facebook á. Face. Face. Khuôn mặt. Father. 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 Father là gì? Là bố, nghe chưa? Rồi, điền từ còn thiếu vào. Điền chữ này nè. Chữ F. À, F. 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 Rồi, qua đây. Bài cuối cùng. Unit 16. At home. Ở nhà nè. Người ta lau dọn nhà cửa nè. Thì chúng ta có từ window. 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 Window là gì? Cửa gì? Cửa sổ. Washing. Washing. Washing là lau chùi. Washing. Window. Window. Washing. Washing. Rồi bạn này tên là Wendy. 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 Nước nè. Số nước. Thấy số nước không? Nước nè. Water. 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 Water, đọc coi, window, washing, Wendy, water, water, window, washing, washing, Wendy, Wendy, water, water. Rồi, bài này thiếu chữ gì? Cái chữ này gọi là W nha. W. Rồi, sang trang nè. Hết nè. Hết bài rồi. Về nhà, lật sách ra, đọc lại hết những cái từ đó cho thuộc. Thuộc lòng á.
nha. Thuộc lòng thì đi thi mới làm bài được. Bây giờ khoan tròn này, cái này là cái gì đây? Con gấu khoan vào chữ nào? Cái này là nhìn vào khoan, từ coi nè. Hand fruit teddy bear. Oh my god, đây là nối cho khoan cái gì ta? Rồi, đưa bút đây. Bây giờ mở nắp. Rồi chúng ta có này. Window đâu? Window. Có cái gì nữa? Bàn chân là gì? Foot. Teddy bear có nè. Cái này là cái gì? Khuôn mặt đúng không? Face. Rồi hết. Sang trang. Đây là bài listen. Rồi đây. Nhìn nè. Father đâu? Tích vào đâu? Tích đi. Father tích vào đâu? Tích đi. Tích vào. Rồi, six football, ở đâu có six, six là số 6. Đếm chỗ nào 6 cái. Tích vào. Tiếp theo. Bên kia, ở window, một cái cửa sổ. Cửa sổ đâu? Đúng rồi, tích chưa? Rồi, con bên đây tìm nè, tìm những thứ này, đưa bút đây. Cho nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta có nè, phrase đâu? Chúng ta có nè, food nè, water nè, turtle nè, window nè, thấy chưa? Father nè, rồi phrase nè, hết chưa? Tiger chưa có. Tiger đâu? Tiger đây, tiger, hết chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn một từ nữa. Nuts, tìm từ nuts. Nuts. Rồi xong hết bài. Về nhà học bài cho kỹ nghe chưa?